Tát vỡ mặt cò. Ôi, dòng suối này nhiều cá quá. Chúng ta đắp đập tát nước bắt cá đi anh cò ơi. Cậu không nhìn thấy bộ lông trắng muốt của tôi à? Lội xuống tát nước thì hỏng hết cả bộ lông này à. Cha cha, nhiều cá quá. Mình phải tranh thủ xuống trộm vài con mới được. Cò đổi ý, xuống giúp tôi tát nước bắt cá đấy ạ. Tôi xuống đây, xem anh làm việc trông bẩn thỉu, vất vả thế, xem có được con cá nào không. Được lắm, quân lười biếng, không làm mà đòi có đồ ăn ngon. Đã thế còn tỏ vẻ thanh cao, phải trị cho hắn vài lần cho hắn biết thân. Mày định vô cớ giở trò giữa ban ngày à? Tao sẽ đi kiện cho mày biết tay. Bác Gấu, bác hãy lấy lại công bằng giúp tôi. Tôi hì hục đắp đập tát cá từ sáng tới giờ. Tên mèo không giúp lấy một lần. Thế mà khi tôi sơ ý, hắn định đến ăn không của tôi bọn cá, lại còn hành hạ tôi ra nông nỗi này đây. Thôi được rồi, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Chính hắn đấy bác Gấu ạ. Được rồi, người cứ đứng đây để ta ra hỏi hắn nhé. Có phải cậu đánh cò không? Nó chẳng làm gì mà xuống ăn cá của tôi. Lời của mèo nói có phải sự thật không? Không đúng, hắn mới chính là kẻ trộm cá của tôi. Này, cậu hãy chui vào cái chuồng kia, phòng khi con mèo tức giận nó lại chẳng cho cậu một trận nữa ấy chứ. Nó có những cái vuốt sắc thế kia cơ mà. Nhưng có bác ở đây rồi, hắn sẽ không dám làm càn. Cứ chui vào đấy và đợi đi. Hết đường chạy nhé. Cái đồ lười nhác, siêng ăn nhát việc. Đã đi ăn trộm cá còn biến trắng thành đen, đổ tội cho người khác. Bắt được mấy con cá của con mèo mà lại quay ra bắt nạt tôi thế này. Im đi, ta đứng sau bụi cây đã chứng kiến mọi việc. Đồ gian ác, nếu ngươi tự mình đắp đập tát nước thì bộ lông của ngươi có còn được trắng muốt như thế kia không? Tôi để cho ngươi chừa cái thói xấu. Ta sẽ nhốt ngươi trong chuồng này 3 ngày 3 đêm, bỏ đói ngươi. Từ giờ thì chịu khó tự làm mà ăn nhé. Mưu kế của sư tử. À ha, mấy ngày nhịn đói, hôm nay được bữa tiệc ăn bù rồi đây. Trông chúng mở mạng thế chứ. Đúng là chết đuối vớ được cọc. Cỏ ở đây vừa non lại nhiều. Không bỏ công chúng ta đi xa các chị nhỉ? Ừ, đúng thế. Tôi nghe nói khu vực này nhiều thú dữ lắm. Các chị nhớ cẩn thận. Đi đâu làm gì cũng phải đi cùng nhau, đừng tách đàn. Có gì còn hỗ trợ nhau nữa chứ. Ồ, nhất trí. Hả? Sư tử?
sơn lâm mà ghê gớm à. Cứ thử lại đây một lần nữa, xem có địch nổi ba chị em ta không. Đúng vậy, phải vững như kiền ba chân thế chứ. Ba mụ bọt cái, đúng là mình không thể địch nổi. À, có cách rồi. Cũng muộn rồi, mình chuẩn bị về thôi. Ừ, chị có nhớ đường không? Nhớ chứ, cứ đi theo tôi nhé. Hả? Dành cho người xinh đẹp nhất? Thế thì là tôi rồi. Chị mà xinh đẹp nhất à? Là tôi đây này. Không đúng, là tôi chứ. Tôi trẻ nhất, chẳng phải tôi đẹp nhất sao? Đẹp nhất là tôi. Không đúng, là tôi. Chân tôi dài nhất, da tôi đẹp nhất, mắt tôi sáng nhất. Đã thế, tôi gọi người đến phân xử. Đúng thế, tôi đi nhờ họ hàng nhà khỉ. Đã đến lúc ăn tiệc rồi đây. Ôi, cô gái đẹp nhất đây rồi. Đi thanh toán nốt hai chị bò xinh đẹp kia thôi. Câu chuyện về chàng trai hiếu thảo. Đất đai ngày một cằn cỗi, nước uống ngày càng khô hạn, cỏ và thức ăn cũng khan hiếm. Nếu chúng ta ở lại đây thì chúng ta sẽ chết cả thôi. Vì vậy, ta quyết định rời dân trong nước đến một khu vực khác có nhiều đồng cỏ và dễ sống hơn. Tuy nhiên, đường đi dài và khó khăn. Những người già yếu nếu đi theo sẽ tạo nhiều khó khăn và cản trở. Vậy nên, ta đành bỏ lại họ nơi này để họ tự kiếm ăn và tự lo liệu cuộc sống vậy. Không được, tôi không thể bỏ cha tôi lại được. Đúng vậy, thế thì tôi cũng không đi. Không đi nữa, như vậy thì tàn nhẫn quá. Người nào không nghe lệnh của ta thì hãy mang đầu đến chịu phạt. Sư đen, con đừng lo cho cha, hãy đi theo quốc vương, hãy đi tìm sự sống cho mình. Không được, cha ơi, con chỉ có mình cha thôi, sao con có thể bỏ cha lại được? Chỗ này thực sự đang bị hoang hóa, nếu con không đi, thì chắc chắn con sẽ chịu chung số phận với những người ở đây thôi. À, con nghĩ ra cách rồi. Cha, cha chịu khó chui vào chiếc bao tải này. Con sẽ đặt cha lên chiếc xe thồ. Con sẽ đưa cha đi cùng. Không được đâu con trai. Nếu quốc vương biết, con sẽ bị chém đầu. Đằng nào cũng chết. Thôi, cha cứ nghe con làm theo cách đó. Người mang gì mà nhiều đồ đạc vậy? Mang như vậy thì làm sao đi nhanh theo kịp được đoàn? Dạ, tôi sẽ cố gắng ạ. Đi thôi. Cha uống nước đi cha. Có chút lương khô, cha ăn cho đỡ đói. Con xin lỗi vì đã để cha phải khổ sở như vậy. Không đâu, tại cha mà con vất vả hơn rồi. Nhìn xem, dưới kia có một chiếc chén vàng. Ai đó hãy xuống dưới lấy lên đây cho ta. Ta sẽ thưởng cho. Tôi biết bơi, để tôi lấy. Để tôi. Lặn xuống đấy thì chỉ có chết. Cha ơi, quốc vương đứng trên vách đá nhìn xuống biển. Ngài thấy dưới đáy biển có một chiếc chén vàng. Và giờ ngài đang hạ lệnh bắt tất cả mọi người phải xuống lặn lấy cho ngài. Cái chén không thể nằm dưới biển sâu mà đứng trên bờ lại thấy được. Đó chỉ là cái bóng của nó mà thôi. Còn thử quan sát kỹ trên bờ biển có ngọn núi nào không.
Nếu có thì cái chén nằm trên đỉnh núi và bóng nó in hình dưới biển. Tàu quốc vương, cái chén đó không có ở dưới biển, đó chỉ là cái bóng của nó thôi. Thực chất nó đang ở trên núi cao kia, để thần đi lấy nó về cho ngài. Được, vậy hãy mau đi đi. Tuân lệnh. À, kia rồi. Dạ, chiếc chén vàng đó đây, thưa quốc vương. Tốt lắm, ta thưởng cho ngươi thêm phần lương khô và nước uống. Nào, chúng ta tiếp tục đi thôi. Khát, nước đâu, khát quá. Cha ơi, mọi người sẽ chết mất nếu không tìm thấy nước. Con trai, hãy thả một con bò cái 3 tuổi ra và đi theo nó. Nó dừng lại và hít ở đâu thì đào ngay xuống chỗ đó. Khát quá, không còn một giọt nước nào. Bẩm quốc vương, tôi đã có cách để tìm ra nguồn nước. Sao, ngươi nói sao? Vậy ngươi hãy tìm mau. Nhưng ngài hãy cho tôi mượn một con bò. Được. Chỗ này có nước, hãy đào nó lên. Nước, nước, cho tôi nước. Sư Ren, làm thế nào ngươi nghĩ ra cách để lấy được chén vàng và tìm ra mạch nước ngầm này? Tôi... Dạ, thực ra thì tôi chỉ làm theo lời cha tôi mà thôi. Lời cha ngươi? Thế cha ngươi ở đâu? Ta đâu có cho người già nào theo đoàn. Dạ, mong quốc vương hãy tha tội chết. Hạ thần vì thương cha nên đã để cha trong chiếc bao tải này theo đoàn. Ta đã lầm khi cho rằng những người già là cản trở của người trẻ. Tuổi già thường sáng suốt vì có nhiều kinh nghiệm. Nhà ngươi không cần phải trốn tránh nữa. Từ nay hãy làm cố vấn cho ta. Ta cũng tuyên bố bãi bỏ lệnh cũ. Người dân nào muốn quay lại đón cha mẹ, ta sẽ đồng ý. Hoan hô quốc vương! Hoan hô quốc vương! Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!